Trong lịch sử ngắn ngủi của mình, Canada đã nhanh chóng phát triển thành một nước có nền trí thức cao với hệ thống chính trị, thương mại, văn hóa và lối sống hàng đầu thế giới. Người Canada cam kết phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường và duy trì một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Cho nên mà việc Canada thu hút du học sinh từ khắp nơi trên thế giới là một điều vô cùng dễ hiểu. Vâng, để có thể đặt chân đến xứ sở lá phong tuyệt đẹp này để học tập thì bạn phải có trong tay một tấm vé visa du học Canada. Liên quan đến vấn đề này thì có một tin vui dành cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam, đó chính là chương trình xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, gọi là Canada Express Student, gọi tắt là CES. Và các trường mà các bạn theo học phải là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada, gọi tắt là CICAM. Nếu mà các bạn đang băn khoăn không biết nên suy nghĩ về ngôi trường nào thì Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn trường cao đẳng Camusun. Để các bạn không những có thể yên tâm trong việc xét visa một cách nhanh chóng mà còn được học tập một ngôi trường chất lượng các bạn nhé. Thì vào năm 1971, chào đón sinh viên đầu tiên với cái tên là Camusun, trường cao đẳng Camusun nhanh chóng được nhiều sinh viên quốc tế và nhiều sinh viên nội địa biết đến với nền giáo dục hàng đầu. Hàng năm thì trường đón tiếp khoảng 18.000 sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau, theo học hơn 160 chương trình từ các chứng chỉ đại học đến trên đại học. Trường có hai cơ sở đều tọa lạc tại tỉnh bang British Columbia của thành phố xinh đẹp Victoria. Môi trường ở đây rất là thân thiện, không khí trong lành và được xem là khu vực có khí hậu ôn hòa nhất là tại Canada. Và mùa đông thì nhiệt độ từ 0 đến 10 độ, mùa hè từ 20 đến 30 độ C, mùa xuân là từ 10 độ cho đến 17 độ C và trong năm là chỉ có từ 7 độ cho đến 8 độ ngày tuyết rơi thôi các bạn. Trường cao đẳng Camusun với nhiều ngành học đa dạng như là ngành kinh doanh, kế toán, marketing, quản trị kinh doanh, v.v., khoa học và máy tính. Về các môn nghệ thuật thì bao gồm có kiến trúc, môn âm nhạc, truyền thông kỹ thuật số, v.v. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì có các ngành như là nha sĩ, bác sĩ, y sĩ, v.v. Quản trị du lịch khách sạn, thể thao, v.v. Vâng, nơi đây sẽ là nơi tha hồ cho các bạn lựa chọn các ngành học mà mình yêu thích. Trường còn có quy mô lớp học nhỏ nên mà học sinh sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc cẩn thận từ các nhân viên hỗ trợ và các thầy cô giáo trong trường một cách tối ưu nhất. Đối với chương trình học thì hiện nay trường cao đẳng Camusun có 5 chương trình học dành cho các bạn học sinh sinh viên quốc tế, cụ thể như sau. Đầu tiên đó chính là chương trình tiếng Anh ESL, là chương trình được cung cấp trong suốt cả năm học và dành cho những học sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào cho các khóa học thuật. Kế đến là chương trình sự nghiệp, trường cao đẳng Camusun cung cấp một loạt các chương trình lấy chứng chỉ và lấy bằng cao đẳng. Chương trình này được xem là chương trình sự nghiệp. Ngoài ra thì chương trình này cung cấp cho mọi học sinh cơ hội nâng cao các kỹ năng ứng dụng và đào tạo chuyên sâu để chuẩn bị tốt cho sinh viên khi bắt đầu sự nghiệp tại Canada. Tiếp theo là chương trình chuyển tiếp đại học. Đây là một con đường rất thông minh để lấy được tấm bằng cử nhân. Sinh viên chỉ cần hoàn thành 1 hoặc là 2 năm khóa học chuyển tiếp tại trường cao đẳng Camusun và sau đó là chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu như là Đại học Victoria, Đại học British Columbia hoặc là Đại học Simon Fraser. Và cuối cùng là chương trình kết hợp giữa học và làm. Sinh viên sẽ tham gia khóa học và được học xen kẽ các kỳ học với thời gian làm việc được trả lương. Chương trình này kết hợp tạo ra cơ hội cho sinh viên đạt được kinh nghiệm làm việc hữu ích của người Canada trong nhiều lĩnh vực như là học tập, tiếp thu các kỹ năng và kiến thức ứng dụng, chọn lựa nghề nghiệp và phát triển thật sự tự tin. Điều quan trọng nhất đó là sinh viên sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc tại Canada trong 3 năm để mà tìm việc. Vâng, đây sẽ là tiền đề rất là tốt để có thể được làm việc tại đất nước có nền kinh tế phát triển này. Ngay từ khi còn đang học tại trường cao đẳng Camusun thì học sinh cũng có thể làm việc khi đăng ký các chương trình kết hợp giữa học tập và làm việc, làm thêm 20 giờ trên một tuần. Ngoài khu học xá thì trong khi theo học các khóa học chính quy tại trường cao đẳng Camusun. Vâng, và để được đi làm thêm thì sinh viên cần phải học một chương trình học thuật tại Canada tối thiểu là 6 tháng. Yêu cầu tuyển sinh của trường là học sinh phải tốt nghiệp trường trung học phổ thông hoặc là 19 tuổi trở lên ở thời điểm bắt đầu khóa học. Điểm IELTS yêu cầu là 5.5 hoặc là tương đương. Đối với phần chi phí thì ở Canada, học phí luôn thấp hơn so với các nước Mỹ và Anh, đặc biệt là tại các trường cao đẳng. Chính vì thế mà sau khi theo học tại trường cao đẳng này thì chi phí bạn phải chi trả sẽ thấp hơn rất nhiều, nên mà các bạn hãy hoàn toàn yên tâm các bạn nhé. Kỳ nhập học của trường là vào tháng 1, tháng 5, tháng 7 và tháng 9. Vâng các bạn ơi, như ban đầu thì mình có giới thiệu đôi nét về chương trình xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, đó là Canada Express Study, mà trường cao đẳng Camusun thuộc Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada.
Chương trình này với lợi thế là vô cùng lớn, đó là các bạn sẽ không cần phải chứng minh tài chính thu nhập và thời gian cấp xét visa Canada sẽ nhanh hơn và dễ hơn rất nhiều đó. Và điều kiện để tham gia chương trình này đó chính là các bạn phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CICAN, bao gồm là khóa ESL và khóa chính. Bằng chứng chi trả một học phí bao gồm là 2 học kỳ. Còn nếu IELTS yêu cầu cho chương trình này đó là IELTS 5.5, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Ngoài ra thì các bạn còn cần phải mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá là 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Thêm vào đó thì các bạn cần phải khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu là 1 tuần. Nộp hồ sơ xin visa trong vòng 60 ngày trước ngày nhập học. Phí ghi danh ở đây là 200 đô la Canada. Vâng, thì những thông tin vừa rồi của trường cao đẳng Camuson cũng như là chương trình Canada Express Study vừa rồi hy vọng sẽ là một tin vui rất lớn và còn là một niềm hy vọng cho tất cả những bạn nào đang còn lo lắng xét visa Canada. Cách chọn trường sao cho phù hợp, vấn đề tài chính tại Canada. Vâng, nếu mà các bạn còn thắc mắc hay là muốn được giải đáp nhiều hơn thì các bạn hãy đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148/1, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.